Xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái cách lấy ảnh từ trong video ra ha. Mình làm trực tiếp trên điện thoại luôn ha các bạn. Nếu các bạn có máy tính thì dễ rồi. Còn trên điện thoại thì mình phải cần phải tải cái phần mềm về mình mới lấy cái ảnh từ trong video ra. Ví dụ như các bạn quay video nè, các bạn quay rồi các bạn đâu có không có ai chụp cho bạn, các bạn đâu có chụp được lấy cái ảnh nền đâu để mình làm cái ảnh thumbnail ha. Bây giờ mình chia sẻ với các bạn cái cách lấy ảnh trực tiếp từ trong video ra lên điện thoại luôn, cắt ra. Rồi đầu tiên các bạn vào App Store ha, mình xài iPhone và App Store. Còn các bạn xài Android thì vào CS Play ha. Mình bấm vào chữ tìm kiếm nè. Đây. Các bạn bấm cho mình chữ VID 2 bit. Ok. Nè. À. Bấm tìm đây nó đây các bạn ha, giờ mình bấm tải về ha, rồi tải về nó cài đặt xong các bạn bấm vào đây, bấm vào đó, bạn bấm vào nhớ nó các bạn hỏi nó hỏi mình cấp quyền cho nó để truy cập vào ảnh rồi các bạn bấm z z đừng các bạn đừng bấm no và từ chối ha, rồi các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn ví dụ như video này mình muốn cắt từ video này thì mình bấm chọn video ở đây ha. À, thế như đây video này các bạn chọn vô đây. Rồi xong các bạn bấm chữ chọn như này. Nó đang nén cái video lại. Tại video này nó 9 phút mấy thì nó nén khoảng cỡ 1 phút. Thì càng dài video càng dài thì nén càng lâu ha các bạn đợi ha, nó báo đây nè. Còn ngắn thì nó nén nhanh lắm. Thì nó nén xong á mình mới vô mình cắt cái ảnh trong cái video được. Thì thường video mình tự quay á, mình đâu có chụp cái ảnh nền được đâu. Không. Không có ai hỗ trợ mình đâu có chụp cái ảnh làm cái ảnh thumbnail trên kênh YouTube được. Rồi khi nén xong ok bây giờ tới đây nè, các bạn bấm di chuyển nè, bạn chọn cái khúc nào mình cảm thấy hay cảm thấy đẹp á đó. Đó bạn chọn cái khúc đó rồi các bạn bấm vào cái camera trên đây ha, có chỉ có cái hình camera nè, bấm vào đây đó, nó sẽ hiện ra những hình mình cần cần cắt nè, đó nó hiện hình như 30 hình đến 50 hình nha, ví dụ như mình lấy cái ảnh này còn ảnh này đó, bấm vô mấy ảnh này như mình lấy ảnh này đi, rồi ok lấy cái ảnh này thì các bạn bấm vào chọn ảnh này ha, rồi các bạn bấm vào mũi tên đó, các bạn muốn kéo nó ra dài hay là ngắn là cũng được nè ha, đó. Này là maximum của này, rồi ok các bạn bấm vào cái kéo, rồi các bạn bấm vào cái mũi tên đây lưu lại cho phép truy cập vào tất cả ảnh, chọn cho phép ha. Rồi ok. Giờ mình qua qua ảnh mình xem nè. Này có hình có gà này ha. Đó, mình cắt cái ảnh từ trong video ra luôn. Bây giờ mình lên cái kênh YouTube mình sẽ up cái ảnh lên. Đây cái ảnh này mình tự quay thì nó đâu có cái những cái ảnh đẹp đâu. Mình phải cắt ra. Ha. Nè, đó. Mình chọn như đây, cái ảnh tự cắt nãy nè. Ha. Ok, bấm chọn. Bấm save. Ok, vậy là xong các bạn. Đơn giản ha. Rồi vậy là mình đã chia sẻ với các bạn cái cách lấy ảnh từ trong video làm trực tiếp trên điện thoại luôn ha. Vậy là xong đó các bạn. Nếu video hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt các bạn, chúc các bạn thành công.